Ăn đi con. Mẹ cứ kệ con, mẹ cũng ăn đi. Kệ mày, ăn đi, ăn nhiều vào một chút. Chứ dạo này mẹ thấy con cứ sao sao ấy, toàn thấy bỏ bữa thôi. Mẹ ơi. Sao con? Con sẽ nghỉ việc ở công ty mẹ ạ. Sao lại nghỉ việc? Thế con nghỉ việc rồi lấy gì mà ăn? Hay ở công ty con có việc gì à? Con muốn ra ngoài rồi mở công ty riêng, chứ cứ đi làm thuê thế này mãi chả khá khẩm lên được. Không được, mở công ty riêng đâu phải chuyện đùa, rồi rủi ro khó khăn nữa chứ. Nhưng mà con không muốn sống thế này mãi. Với lại con cũng không muốn mẹ khổ. Mẹ không muốn con giàu sang gì cả. Mẹ chỉ cần con có công ăn việc làm ổn định thôi, rồi lấy vợ sinh con. Những ý con đã quyết rồi, con chắc chắn sẽ làm được. Alo, chị ạ. Vâng, em vẫn khỏe ạ. Chị ơi, em có chút việc muốn nhờ chị. Chị cho em vay chút tiền được không ạ? Dạo này thằng Nam nhà em khó khăn, và em bị thiếu tiền. Em hứa sẽ trả lại chị ngay sau khi em tìm được người bán nhà. Vậy ạ? Vâng, thôi để em tìm cách khác vậy. Cảm ơn chị. Mẹ. Sao hôm nay về sớm ấy con? Lại có mẹ... chuyện vui hả? Mẹ ơi, từ bây giờ trở đi hai mẹ con mình có thể sống yên ổn mà không cần phải trả nợ nữa rồi. Ý con là sao? Thì con đã trả hết nợ rồi mẹ ạ. Công ty bây giờ cũng đi vào ổn định rồi, mẹ thấy không? Lời hứa thành công với mẹ, cuối cùng thì con cũng đã làm được. Anh cứ vui vẻ hạnh phúc là mẹ mừng rồi. À, con có cái này cho mẹ. Đây là số tiền đầu tiên mà con kiếm được. Mẹ cầm lấy đi. Mẹ không cầm đâu. Con cầm lấy mà tiêu. Ok, mẹ cầm đi cho con vui. Thôi mà. Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ không còn phải vất vả nữa. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ. Được không hả mẹ? Ừ, thế thì tốt quá. Mẹ của tôi. Con trai của mẹ. Thưa giám đốc, đây là hợp đồng với bên đối tác, anh xem giúp em với ạ. Được rồi, cứ để đấy đi, lát nữa tôi xem. Dạ, em xin phép ạ. Alo mẹ à? Thôi hôm nay con không ăn cơm đâu, công ty nhiều việc lắm. Thôi mẹ cứ ăn trước đi, không cần phải đợi con đâu. Mà tiền hôm trước con gửi, mẹ đánh nhận được chưa? Vâng. Vâng, thế thì tốt rồi. Mà nhá, mẹ đừng có làm gì vất vả quá. Tháng sau con sẽ kiếm người giúp việc cho mẹ. Giám đốc, đến giờ đi họp rồi ạ. Tôi biết rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi. Dạ vâng. Alo mẹ à, đến giờ con phải họp rồi. Nói chuyện sau mẹ nhá. Hợp đồng lần này rất là quan trọng với công ty của chúng ta. Anh phải hẹn mãi gặp được giám đốc của công ty HAI đấy. Thế cho nên lát nữa em phải có ăn cái đó là hợp đồng của mình mà thành công, chắc chắn em sẽ có thưởng. Anh yên tâm, tất cả đã có ở trong này rồi. Chỉ cần xếp vui, ký một cái là xong ngay. Được, ta đi thôi. Hôm nay em vừa lấy nét em là trường cái lúc... Ơ kìa cái bà này, ui bẩn hết cả váy của tôi rồi. Mặt mũi bà để bà đi đâu rồi? À? Bà bỏ cái tay thối của bà ra. Bà có biết cái váy này của tôi bao nhiêu tiền không? Cả cái tháng lương lao công của bà không đầy được cái váy của tôi đâu. Tôi sai. Nhưng mà anh chị đi cũng
chẳng để ý đến ai cả. Này này này, bà vừa ăn cướp vừa la làng đấy à? Anh ơi, bây giờ váy bẩn hết cả rồi. Chiều nay đi ký hợp đồng kiểu gì làm sao mà mặc đồ bẩn đi được. Em để anh. Tôi nói cho bà biết này, hôm nay tôi có công việc rất là quan trọng của công ty này. Hợp đồng của tôi mà không thành công, bà xác định bán cả nhà đi, không đủ tiền đền đâu. Tôi xin lỗi, chị thông cảm, bỏ qua cho tôi. Thông cảm, bỏ qua? Tôi không thể hiểu nổi, cả cái công ty to như thế này, tại sao lại mời một bà già mắt mờ, chân chậm như bà về đây làm việc hả? Anh, giải quyết bà như nào đây? Lên gặp quản lý. Đúng lên. Rồi đấy anh ạ. Tôi lên gặp quản lý. Anh, tôi xin. Mà đưa tôi lên quản lý bây giờ thì tôi mất việc mất. Bà biết là mất việc. Già như thế này rồi, sao không ở nhà mà hưởng phúc của con, của cháu? Người ta gọi ngu dốt, nhiệt tình, bọn phá hoại đấy. Thôi, em không phải nói nhiều nữa, cầm một anh tài liệu. Bà theo tôi lên gặp quản lý, nhanh lên. Đúng rồi, anh đưa bà ấy lên đi. Bà đã cứng đầu rồi, đi. Này, lại có định ăn vạ đấy à? Hai người đã làm cái trò gì đấy? À ra em chào chủ tịch ạ. Em chào sếp ạ. Anh ơi, đây là hợp đồng hôm qua em đã gửi cho anh rồi ạ. Chắc là bây giờ mình đi ký luôn anh nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Hai người đang nói đến chuyện hợp đồng nào? À, thì hợp đồng tối hôm qua em gửi anh đã đồng ý rồi còn gì ạ? Đúng là hôm qua tôi đã xem và thấy rất là ok. Nhưng mới đây thôi tôi đã đổi ý rồi. Các người biết đây là ai không? Ôi dạ thưa anh, hợp đồng này hôm qua anh mới đồng ý mà bây giờ anh lại bảo là không. Cái lý do là sao ạ? Các người biết đây là ai không? Đây là mẹ của tôi. Mẹ ý ạ? Tôi đứng ngoài chứng kiến hết cả rồi. Hai người va vào người ta trước, không xin lỗi mà còn dám lớn tiếng à? Ôi, dạ thưa anh. Anh ơi, chắc là hiểu lầm đó. À vâng, đúng rồi đấy, hiểu lầm đấy. Mẹ của tôi vất vả để tôi có thành công như ngày hôm nay, không phải là để cho hai người sỉ nhục. Còn bây giờ, hai người cút ra khỏi công ty của tôi và đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ôi dạ, anh ơi, bọn em không cố ý ạ, anh ơi. Xin lỗi ạ. Xin mời. Mẹ có sao không? Không ạ. Mẹ đi rồi. Mẹ uống nước đi. Mẹ xin con. Mẹ làm gì ở đây? Nhưng sao mẹ lại ăn mặc thế này? Mẹ ở nhà mãi cũng chán, nên mẹ... Con đã bảo với mẹ là không cần phải làm gì rồi cơ mà. Tiền thì con gửi cho mẹ cũng đâu có thiếu, mà sao mẹ phải làm cái công việc này? Mẹ có biết là vừa rồi nếu như con đến chậm một chút nữa là họ đã đánh mẹ rồi không? Mẹ không cần tiền. Cái mẹ cần là con của mẹ đây này. Con xem, từ ngày con lên làm giám đốc, con đi tối ngày. Có khi một tuần, mẹ cũng chỉ gặp con một hai lần. Đến bữa cơm, cũng chẳng khi nào được ngồi ăn với con. Mẹ biết, công việc của con rất bận, nên mẹ xin đến đây đi làm, để hàng ngày mẹ được nhìn thấy con. Công việc ở đây cũng không vất vả lắm. Chứ mẹ ở nhà mãi thì mẹ cũng buồn lắm. Mẹ, con xin lỗi. Con sai. Con cứ nghĩ là chỉ cần lo cho mẹ không thiếu thứ gì là được. Mẹ chờ con. Alo. Cậu hủy ngay cho tôi kế hoạch ngày hôm nay và ngày mai. Được rồi. Mẹ, bây giờ mình về nhà có được không? Con nhớ cơm mẹ nấu quá.
mình đi mẹ nhá. Vâng.